Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Chúa Giêsu nói: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục giữa lưới gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân, các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện phim Titanic đã làm cho câu chuyện về chiếc tàu lịch sử này trở nên quen thuộc. Titanic có nghĩa là khổng lồ, là một chiếc tàu Anh quốc to lớn và sang trọng nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20. Được đề cao như một lâu đài nổi khổng lồ không bao giờ đắm, nhưng lâu đài ngạo nghễ chở đầy hành khách cao sang quyền quý ấy đã đắm ngay trong chuyến khởi hành đầu tiên từ bờ biển nước Anh tới Nữ Ước sau khi rời bến được 5 ngày. Trong số 2.200 hành khách, có 1.500 người đã chết dần theo tàu. Số người sống sót phần đông là đàn bà và trẻ em đã nhờ bám vào những chiếc phao để sang tàu khác. Ai đã một lần trải qua tai nạn lưu thông hoặc đã sống cảnh loạn lạc chiến tranh, hay phải sống những giây phút mà sự sống như sợi chỉ mảnh treo chuông, đều cảm nghiệm những hãi hùng được mô tả trong câu chuyện đắm tàu Titanic, hoặc cảnh sụp đổ thành Jerusalem mà Chúa Giêsu loan báo trong tin mừng hôm nay. Năm 70 sau Công Nguyên, đúng như lời tiên tri của Chúa Giêsu, gót giày của Hoàng đế La Mã đã dẫm lên kinh thành muôn thuở của người Do Thái. Sự ngạo nghễ của thành Jerusalem trong phút chốc chỉ còn lại một đống gạch vụn. Ngày nay, người ta không chỉ nhắc đến chiếc tàu Titanic vì những báu vật được chôn vùi dưới lòng biển, mà chính vì những nghĩa cử anh hùng của những người chồng, người cha, người thủy thủ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để nhường những chiếc phao cứu sống cho đàn bà, trẻ em. Giữa cảnh chết chóc, hoa hy sinh đã trổ bông. Cũng vậy, trong cảnh đổ nát điêu tàn, sự sống đã phát sinh. Thành Jerusalem đổ nát, một đất nước bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Thế nhưng, đó chính là giây phút khai sinh của giáo hội. Rời bỏ Jerusalem đổ nát, rời bỏ thành trì cũ kỹ, các tông đồ đã tản mát đi khắp nơi, và nhờ đó, tin mừng được loan báo cho mọi đất nước. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với chúng con: Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Mời gọi chúng con nhìn vào hoàn cảnh sống hiện tại mà sống cho Chúa. Xin cho hạt giống chúng con đang gieo vãi hàng ngày được trổ bông kết trái, góp phần vào việc mở rộng nước Chúa, để khi Chúa đến trong vinh quang, chúng con được ngẩng cao đầu trong niềm vui và hy vọng nơi Chúa. Amen.